Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bài toán luyện tập chung trang 144. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học nha. Đến với bài học này thì kiến thức trọng tâm các con cần lưu ý. Thứ nhất là rèn kỹ năng về giải toán, về vận tốc, thời gian, quãng đường. Thứ hai, tìm hiểu cách giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào các bài tập của tiết học. Bài 1A. Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/h. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy? Ta cùng tìm hiểu lại đề toán các con nhé. Quãng đường AB dài 180 km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/h. Xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/h. Sau mấy giờ ô tô gặp xe máy? Như vậy, đề toán hỏi chúng ta là thời gian ô tô và xe máy gặp nhau sau mấy giờ. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại đề toán. Quãng đường AB dài 180 km, được ký hiệu là chữ S. Trong bài này có hai chuyển động. Chuyển động thứ nhất là ô tô đi với vận tốc 54 km/h. Gọi vận tốc ô tô là V1, thì V1 được ghi là 54 km/h. Chuyển động thứ hai là xe máy. Xe máy đi ngược lại từ B đến A với vận tốc 36 km/h. Gọi vận tốc xe máy là V2. V2 là 36 km/h. Bài toán hỏi thời gian gặp nhau của hai xe. Như vậy, bài toán yêu cầu chúng ta tính thời gian. Do đó, ta cần lưu ý là áp dụng quy tắc tính thời gian bằng quãng đường chia vận tốc để thực hiện bài toán này. Đến đây, các em cần ghi nhớ cho cô, trong bài toán này có hai chuyển động, nghĩa là có hai vận tốc, mà hai xe này chuyển động cùng một lúc và ngược chiều nhau. Hai xe đều khởi hành cùng một lúc trên một quãng đường 180 km. Do đó, ta sẽ biến đổi hai vận tốc để trở thành một vận tốc, rồi đưa bài toán về dạng cơ bản. Như vậy, ta sẽ thực hiện giải bài toán như sau. Để giải được bài toán, bước đầu tiên, ta tìm hiểu xem sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là bao nhiêu? Nghĩa là ta tính vận tốc của cả xe máy và ô tô trong một giờ. Lời giải thứ nhất, sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là, lấy 54 cộng 36 bằng 90 km. Đến đây ta hiểu, nghĩa là vận tốc của cả hai chuyển động sẽ là 90 km/h. Như vậy, ta đã đưa bài toán về dạng cơ bản, có được vận tốc, có quãng đường. Tiếp theo, ta sẽ áp dụng tính thời gian. Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là, lấy 180 chia 90 bằng 2 giờ và đáp số 2 giờ. Vậy là sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau. Cùng xem lại bài giải thì các con thấy trong bài toán này ta cần lưu ý. Thứ nhất, đây là bài toán chuyển động ngược chiều nhưng xuất phát cùng một lúc. Vậy bước đầu tiên ta đã làm gì nào? Ta lấy 54 cộng 36, nghĩa là ta đã tìm tổng vận tốc bằng cách lấy vận tốc của ô tô
cộng với vận tốc của xe máy, hay nói cách khác là lấy V1 cộng V2. Sau đó ta thực hiện bước thứ hai là tìm thời gian hai xe gặp nhau bằng quy tắc lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc và áp dụng công thức tính thời gian, đó là T bằng S chia V. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu bài toán chuyển động ngược chiều cùng một thời gian xuất phát. Muốn tính được thời gian gặp nhau của hai chuyển động ngược chiều, ta sẽ làm như sau. Bước 1, tìm tổng vận tốc bằng công thức V bằng V1 cộng V2. Bước 2, tìm thời gian T bằng S chia V. Các con ghi nhớ kiến thức này để áp dụng cho những bài toán có dạng như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta vận dụng kiến thức bài 1A để thực hiện giải tiếp bài 1B các em nhé. Đề toán như sau. Quãng đường AB dài 276 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc. Một xe đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h. Một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/h. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu lại đề toán. Quãng đường AB dài 276 km. Khởi hành cùng một lúc. Một xe đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h. Một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/h. Và hỏi sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán. Quãng đường bằng 276 km. V1 có nghĩa là vận tốc của ô tô là 42 km/h. V2 là vận tốc của ô tô thứ hai là 50 km/h. Và hỏi thời gian gặp nhau. Cùng nhớ lại bài toán 1A ta vừa giải thì các con nhớ ta sẽ thực hiện hai bước. Bước thứ nhất là đi tìm tổng vận tốc bằng công thức V sẽ bằng V1 cộng V2. Bước 2 ta tìm thời gian với công thức thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Bây giờ các con sẽ dành ít thời gian để giải bài toán này vào vở bài tập của mình các con nha. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Bài này giải như sau. Lời giải thứ nhất, tổng vận tốc của hai xe là 42 cộng 50 bằng 92 km/h. Có nghĩa là sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là ta lấy vận tốc của ô tô đi từ A đến B cộng với vận tốc của ô tô đi từ B đến A. Tiếp theo ta tìm thời gian của hai xe gặp nhau. Và lời giải thứ hai là thời gian để hai ô tô gặp nhau 276 chia 92 bằng 3 giờ. Đáp số 3 giờ.
Như vậy, thời gian tìm được là sau 3 giờ hai xe này đã gặp nhau. Các em kiểm tra bài làm của mình xem có giống kết quả như của cô không. Nếu bài giải của các em giống như kết quả trong bài làm này thì các em đã biết vận dụng quy tắc để tìm chuyển động ngược chiều và xuất phát cùng thời gian. Tiếp theo, cô mời các em qua bài tập số 2. Một cano đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Cano khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB. Ta sẽ tìm hiểu lại đề toán. Cano đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h, khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút và yêu cầu là tính độ dài quãng đường AB. Chúng ta sẽ tóm tắt bài toán. Quãng đường AB và cano đi với vận tốc 12 km/h. Thời gian khởi hành là 7 giờ 30 phút và thời gian đến B là 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB. Để giải được bài này thì cô lưu ý với các con một số ý sau. Thứ nhất, đề bài yêu cầu tính quãng đường AB và chỉ có một chuyển động. Ta sẽ vận dụng quy tắc tính quãng đường để thực hiện. Đó là S bằng V nhân T. Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Tiếp theo, ta chưa biết thời gian cụ thể cano đi được là bao nhiêu. Nhưng ta đã biết thời gian cano khởi hành từ A là lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Do đó, ta phải tìm thời gian đi của cano từ A đến B. Và ta sẽ áp dụng công thức thời gian đi của cano từ A đến B sẽ bằng thời điểm đến trừ thời điểm đi. Mặt khác, trong bài này, vận tốc của cano được tính với đơn vị là km trên giờ. Do đó, thời gian cano đi cũng được tính theo đơn vị là giờ. Bây giờ các con sẽ giải bài toán vào vở. Nhớ áp dụng những kiến thức chúng ta vừa được học và ghi nhớ cái công thức tính thời gian là thời điểm đến trừ thời điểm đi để áp dụng trong bài toán này. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả của bài toán. Bài toán này được giải như sau. Lời giải thứ nhất, thời gian cano đi từ A đến B là 11 giờ 15 phút trừ 7 giờ 30 phút bằng 3 giờ 45 phút bằng 3,75 giờ. Đến đây cô giải thích rõ hơn để các con hiểu nha. Vì các con thấy 15 phút mà đem trừ đi 30 phút thì không được, do đó nên ta tạm hiểu như sau. 11 giờ thì được hiểu là bằng 10 giờ cộng với 1 giờ. Và do đó ta sẽ hiểu tiếp là 10 giờ 60 phút với 15 phút trừ đi 7 giờ 30 phút thì ta sẽ được là 10 giờ 75 phút trừ 7 giờ 30 phút, ta sẽ bằng
3 giờ 45 phút. Sau đó các con lấy tiếp 45 phút chia cho 60 thì ta sẽ được là 0,75. Rồi các con cộng với 3, ta sẽ được là 3,75 giờ. Như vậy thời gian của cano đi từ A đến B là 3,75 giờ. Tiếp theo, quãng đường đi được của cano, lấy 12 nhân 3,75 bằng 45 km. Các con kiểm tra lại bài làm của mình xem có giống kết quả với cô không nha. Như vậy, các con đã vừa hoàn thành xong các bài tập của tiết luyện tập trung này. Thì cô lưu ý lại với các con. Các con sẽ cố gắng ghi nhớ lại. Thứ nhất là rèn kỹ năng về giải toán, về vận tốc, thời gian, quãng đường, và tìm hiểu cách giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. Và tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thì cô dặn dò các con sẽ xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo, ôn tập về số tự nhiên. Cô chào các con.